Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B đến từ đất nước Nhật Bản quý bạn nha. Đó chính là chiếc xe Toyota Vios. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở những chiếc xe Toyota Vios nó có những phiên bản E, phiên bản G. Ở phiên bản E thì nó có phiên bản E số sàn và phiên bản E số tự động các bạn nhé. Chiếc xe mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn ngày hôm nay là chiếc xe Toyota Vios ở phiên bản E số sàn các bạn nhé. Đấy, phiên bản E số sàn đâu các bạn ạ. Phiên bản này thì rất thích hợp cho những anh chị em nào mà về chạy dịch vụ hoặc là chạy nhiều. Đấy, thì là sẽ chọn những cái phiên bản số sàn này các bạn nhé. Chiếc xe rất là đẹp các bạn ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 và là màu xám các bạn nhé. Đã lăn bánh được 6 vạn 8 km rồi các bạn ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp các bạn ạ. Với chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và tất cả còn nguyên bản quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi đang bán với giá là 355 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Đấy, tất cả là còn rất là đẹp luôn đây các bạn ạ. Dàn lốp còn nguyên hết luôn các bạn nhé, còn rất đẹp ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 355 triệu đồng. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm. Với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios E số sàn màu xám sản xuất năm 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh, ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên với kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về phần ngoại thất, nội thất cũng như là về phần động cơ của chiếc xe Toyota Vios E này. Đấy, tất cả là còn rất đẹp các bạn nhé. Toàn bộ cụm đèn pha, đèn hậu đấy, đều rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đấy, phiên bản Vios E, tất cả những chữ này, logo đều rất mới và rất là sáng các bạn nhé. Đấy, xe cũng đã được trang bị camera lùi, màn hình Android lắp thêm các bạn nhé. Đấy, cảm biến lùi đầy đủ hết rồi các bạn ạ, không còn thiếu một cái gì cả. Quý vị và các bạn nào mua chiếc xe này về thì cũng chỉ việc sang tên là chạy thôi. Bây giờ định danh biển số rồi, mua xe thì mua xong là về phải sang tên. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Một chiếc xe Toyota Vios E sản xuất năm 2019 ạ. Đây là cái tem của nhà sản xuất. Chiếc xe được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam bởi công ty Toyota Việt Nam quý bạn nhé. Đấy, tất cả còn rất mới, rất là đẹp. Đẹp từ táp bi cánh cửa đến keo chỉ cánh cửa là còn nguyên bản và còn nguyên zin hết luôn các bạn ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Toàn bộ là tất cả đều rất đẹp luôn quý bạn nhé. Nội thất thì nội thất da và là nội thất màu kem quý bạn nhé. Toàn bộ vô lăng, cần số này đều nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Và đây là cái đồng hồ công tơ mét của chiếc xe. Đấy, thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe đã lăn bánh được 6 vạn 8 km rồi quý bạn ạ. Đấy, 2019, 4 năm sử dụng với 6 vạn 8 km. Đấy, tất cả là cái vô lăng, màn hình Android này, vô lăng cần số đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Đây là cái nội thất ghế da, ghế da màu kem đều rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, và đây là chiếc táp bi cánh cửa phía sau bên lái các bạn nhé, cũng còn nguyên bản từ keo chỉ cho đến táp bi cánh cửa đều nguyên bản và đều rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Nội thất màu kem, nội thất phía sau này cũng rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn ạ. Chiếc xe này chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là toàn bộ bên ngoài cũng đẹp và nội thất bên trong thì chủ xe đi rất là giữ gìn.
Đấy, từ cái bậc cửa này cũng đã dán chống xước này. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Lót sàn 3D. Đầy đủ hết cả rồi các bạn ạ. Quý vị các bạn mua về là không phải làm cái gì nữa đâu. Chỉ việc sang tên, đổ xăng vào và chạy thôi các bạn nhé. Sang tên, nếu như quý vị và các bạn mua bán tại cửa hàng chúng tôi có thể hỗ trợ cái phần sang tên cho quý vị và các bạn nhé. Quý vị bạn yên tâm luôn về cái khoản thủ tục, không phải lo, không phải rắc rối gì cái khoản thủ tục đâu. Pháp lý rõ ràng các bạn nhé. Đây là cái cốp sau của chiếc xe đây các bạn này. Toàn bộ keo chỉ cốp sau này, thảm nỉ cốp sau đều nguyên bản và đều rất là mới luôn quý bạn nhé. Tất cả những con ốc này là còn nguyên bản này, keo chỉ cốp sau là còn nguyên bản này. Cái khoang cốp sau của chiếc xe Toyota Vios này cũng rất là rộng quý bạn nhé. Và đặc biệt là chiếc xe này thì toàn bộ những cái phần nỉ ở trong khoang cốp này đều rất là mới này. Lốp xưa cua cũng còn rất mới luôn quý vị các bạn nhé. Lốp xưa cua còn mới luôn này. Rất đẹp luôn, khoang cốp này còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem toàn bộ là từ táp bi cánh cửa này cho đến keo chỉ cánh cửa này đều còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Chưa có mất một phần keo chỉ nào cả, tất cả là còn nguyên bản và còn rất đẹp luôn các bạn nhé. Nội thất màu kem sạch sẽ đẹp đẽ như này, chủ xe phải giữ gìn lắm thì nó mới sạch sẽ, mới mới được đẹp được như này các bạn ạ. Đấy, nội thất màu kem, sàn 3D đầy đủ hết cả rồi. Bậc cửa thì dán chống xước rồi. Và đây là cái táp bi cánh cửa phía trước bên phụ các bạn nhé. Cũng giống như những táp bi cánh cửa của ba cánh còn kia thôi. Đều chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả. Keo chỉ còn nguyên zin này. Táp bi thì cũng chưa có bị xước sát gì cả các bạn nhé. Đều rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên zin hết luôn nè các bạn này. Doăng các thứ này đều còn rất mới các bạn nhé. Vì chiếc xe này mới lăn bánh có 6.8 km thôi. Toàn bộ từ vô lăng, cần số, tay phanh đều rất đẹp này. Màn hình Android đã được trang bị sẵn cho chiếc xe này rồi. Đấy, cần số đây các bạn xem này. Cần số này chạy 6.8 này. Tay phanh đấy, đều rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Ốc bản lề cánh cửa này cũng còn nguyên zin hết luôn, chưa có một con ốc nào bị tháo đâu các bạn nhé. Rất là đẹp rồi các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, toàn bộ về ngoại thất, nội thất của chiếc xe đều rất đẹp, rất mới rồi. Thì bây giờ tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Vios E 2019 này là một cái khối động cơ xăng 1.5 lít các bạn nhé. Và đây là cái ốc của cabo. Ốc cabo là còn nguyên bản này. Toàn bộ những cái ốc ở trong khoang động cơ này còn nguyên bản hết, từ ốc cabo cho đến cái ốc tai, ốc xương đầu của chiếc xe, tất cả là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Đây là này, ốc cổ hút này, ốc máy này, đây là ốc máy này, ốc doang doàn cò này. Đấy, tất cả là còn nguyên hết luôn các bạn này. Ốc doang doàn cò đấy, doang doàn cò cũng chưa thay, tất cả là ốc còn nguyên hết các bạn ạ. Vì chiếc xe này mới lăn bánh có 6.8 km thôi. Ốc chân máy còn nguyên hết luôn các bạn nhé. Tất cả là còn nguyên, chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là còn nguyên bản các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Toyota Vios E 2019 màu xám chạy 6.8 km này, chúng tôi đang bán với giá là 355 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.